Là cái điều mình thấy rất là vui, và khi mà những thành tích, những cái nỗ lực của mình đã được giải đáp xứng đáng thì thấy là rất là vui, rất là tuyệt vời. Và hiện tại thì mình đang cố gắng là phát triển cái bộ môn này mạnh hơn nữa để nhiều người chơi hơn nữa, và mình rất là muốn là như bạn nói ấy, mình muốn mở câu lạc bộ nhiều hơn nữa ở các nơi, để sao mà khi Hà Nội mạnh rồi thì mình sẽ mở các tỉnh khác, để vì sau này sẽ thành một hệ thống mà liên đoàn để cho các bạn trẻ đam mê cả nước để có những cái cơ hội trải nghiệm như mình sau này. Around us, every nation, all around us, singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag, and then it goes back. Rất đơn giản thôi. Bạn chỉ cần có một trái bóng, một đôi giày, tầm niềm đam mê, hàng ngày hăng say chăm chỉ tập luyện và thành công. Bởi vì sao? Thực ra là bất cứ ở đâu thế thôi. Người ta xem bộ môn nào cũng thế. Nếu mà bộ môn mới mà hay thì ai cũng thích xem thôi. Và người ta xem lần đầu tiên và đều thấy rất là ấn tượng.
champions, take the field now, unify us. Khi mà tập cái bộ môn này, nếu mà bạn chơi rất là lâu thì có thể sẽ bị mỏi chân này, mỏi vai này. Khi mà tập lúc đầu thì có thể mỏi cổ, rất là nhiều vấn đề yếu tố. Và cũng cần phải tập luyện hàng ngày để cho nó quen cảm giác và độ đi thì mới không sao. Feel down.